Hội chữ thập đỏ huyện Vũ Quang phối hợp với huyện đoàn và Liên đoàn Lao động huyện vừa tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2024. Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt này tại Vũ Quang đã thu hút hơn 350 cán bộ hội viên, đoàn viên thanh niên tham gia. Trước khi hiến máu, các tình nguyện viên đã thực hiện đầy đủ quy trình thăm khám sức khỏe. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã thu về gần 180 đơn vị máu, số lượng máu được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để phục vụ cứu chữa người bệnh.